Hiện tại giá xe bên Trung Tướng Auto em rất là tốt rồi, rất là tốt, gần như là đứng đầu thị trường và trong giá xe đều có bảo hiểm bảo hành hết cho anh chị nhá. Nên chị yên tâm về cái chất lượng của bên em. Trung Tướng Auto bên em mới cập bến một chiếc Honda CRV, đây là phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của dòng CRV rồi anh chị ạ. Đó. Xe này là tên cá nhân một chủ đầu, sản xuất và đăng ký 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nhá. Và xin lỗi, sản xuất 2018 và đăng ký lần đầu 2019. Ô tô của xe là 10,6 vạn, lịch sử hãng đầy đủ luôn anh chị ạ, lịch sử hãng đầy đủ luôn. Chủ xe một người rất là giữ xe, tuy chạy hơi nhiều một chút so với cái tâm lý của quý anh chị, nhưng anh ấy lại luôn luôn mở những ở trong hãng rất đầy đủ. Đó. Chiếc xe này đang mang trên biển Hà Nội rồi, thế là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái phương án để chúng ta có thể là sở hữu. Đầu tiên nếu anh chị lấy về tỉnh, nếu về tỉnh thì chúng ta sẽ có hai phương án, đấy là như nào? Chúng ta sẽ làm hợp đồng ủy quyền hoặc bên em sẽ rút hồ sơ cho anh chị để anh chị về sang tên bóng biển mới. Còn nếu mà anh chị lấy về Hà Nội thì chúng ta cũng sẽ có hai phương án, đấy là cũng là hợp đồng ủy quyền hoặc sang tên chính chủ giữ lại biển anh chị nhé, sang tên chính chủ giữ lại biển. Đó. Tổng thể nước sơn xi của xe thì anh đánh giá nó còn đâu đó khoảng tầm độ là 75-80% cái nước sơn phiên bản và các cái khớp nối từ bao đợt sốc về thân xe thì còn rất là khít đúng không ạ? Đấy ạ, thấy rất là khít. Và hiện tại chiếc xe này gần như em đang quay mộc cho quý anh chị, vậy đây là một vài cái chi tiết ý, thì nó sẽ cũng được định mắt cho lắm đâu ạ, không được định mắt cho lắm. Đó, nước sơn thì em chưa cho đánh bóng và nó có một vài cái vết sẹo khá là bé ở đây thôi. Đấy, em sẽ cho đi tỉa lại rồi đánh bóng thì khi mà anh chị đến em xem xe ấy, thì nó long lánh luôn. Đây là cái phiên bản nhập khẩu, thế nên là nếu anh chị để ý một chút thì nó sẽ khác ở cái phiên bản lắp ráp có Honda Sơn Sinh. Đấy là cái vây cá đây anh chị nhá. Ở phiên bản này chúng ta sẽ cởi cái vây cá khá là ngắn đây, trong khi cái phiên bản lắp ráp thì chúng ta sẽ có một cái vây cá hình chữ L đây này. Nó vắt từ đây xuống này rồi bó sang bên này và có thêm cái radar trong cái gói Honda Sơn Sinh ở dưới biển số này anh chị nhá, dưới biển số đó. Và lát nữa chúng ta sẽ sang phần bên hông cũng như là phần đuôi để anh chị có thể thấy là nó khác thêm một cái điểm gì nữa. Hệ thống đèn thì gần như là phiên bản nhập khẩu và phiên bản lắp ráp thì nó không có gì khác biệt cả. Và đầu xe chúng ta cũng sẽ không có cảm biến gì đúng không? Không có cảm biến gì cả ở phiên bản lắp ráp cũng thế. La răng ở cái phiên bản nhập khẩu này chúng ta sẽ có la răng 18 inch và la răng này là la răng hình boomerang có phay xước hai tông màu nhé. Trong khi cái phiên bản lắp ráp thì chúng ta sẽ có la răng hình bông hoa như thế này. Đấy, 5 bông hoa anh chị nhé. Đây đây, ở cái chiếc của 2020 của cái anh chủ Yamaha bên em, đây đây em sẽ quay cho anh chị thấy. Đây, rất là may có cái ví dụ đây, anh chị thấy không? Đây là cái điểm khác biệt ở trên phần đầu xe đấy, em vừa chỉ cái vây cá này là vuốt như này. Rồi là bên đây sẽ có là răng hình bông hoa đúng không ạ? Đó, là răng hình hoa. Và phần ở đuôi xe sẽ có cái lipo này là lipo hình chữ nhật anh chị ạ. Đấy, lipo hình chữ nhật đây nhá. Đó, lipo chữ nhật. Trong khi cái phiên bản nhập khẩu ấy, chúng ta sẽ có cái lipo tròn đối xứng hai bên thôi. Còn đây là hình chữ nhật đối xứng hai bên đúng không ạ? Ví dụ rất là chân thật luôn, anh chị có thể thấy là phiên bản nhập khẩu và phiên bản lắp ráp nó khác nhau ở những cái điểm gì. Đây, phiên bản nhập khẩu đây. Nhập khẩu chúng ta sẽ có cái lipo tròn đối xứng hai bên đúng không ạ? Đó. Còn đâu là nó cũng không có gì khác biệt gì về cái form thiết kế chung cả. Nào đấy, gần như chúng ta gọi là một cái thiết kế facelift anh chị nhá, thay đổi nhỏ thôi. Đấy. Và sau sẽ có hai cảm biến lùi và hai cảm biến góc và vẫn sẽ có cốt điện cũng như là động cơ 1.5 VTEC turbo anh chị nhá. Xin lỗi anh chị ạ, hiện tại mới nãy hơi bị ốm, chắc là tối nay phải đi bổ sung tí cồn nó mới hết được. Đó, lốp sơ cua thì có hạ rồi anh chị ạ. Đấy, hạ rồi nhá, nó như em vừa chia sẻ khá là nhiều clip rồi thì cái điểm này nó cũng không quá quan trọng đâu. Hàng ghế thứ hai của thứ ba của CRV nó sẽ không gập phẳng được ở như một vài cái chiếc xe khác, thế là CRV cũng đã thiết kế một cái tấm nhựa này để chúng ta sẽ thể gập phẳng đây được, tạo thành một cái giường rất là lớn đây anh chị ạ. Thấy không ạ, đây là hàng ghế thứ ba, thứ hai đã gập rồi. Thì nếu mà anh chị có trẻ con hoặc là đi cắm trại đi nghỉ dưỡng ở đâu ấy, chúng ta có thể gập phẳng lại tạo thành một cái mặt phẳng rất là lớn để chúng ta nghỉ ngơi luôn ở trên chiếc xe của mình, rất là tiện đúng không? Đấy. Xem còn có gì để review cho anh chị nữa không nhỉ? Chiếc xe này em đang quay mộc anh chị nhá, quay mộc. Đó. Rồi. Xoay vào chất liệu da, chất lượng da hiện tại đi, nó còn lại gì? Đấy, tương đối là căng anh chị nhá, tương đối là căng nhá. Đấy. Em chưa cho spa dọn dẹp thì thế là nó đang hơi bị bụi, tương đối là căng. Bậc lên xuống cũng là cái trang bị mà chủ xe đã lên rồi,
đấy là những cái trang bị mà anh chị sẽ được thừa hưởng khi chúng ta mua một chiếc xe đã qua sử dụng tại trung tâm cao su. Anh chị ạ, bên em sẽ không tháo rời ra cũng như là không liệt kê vào trong giá bán đâu. Anh chị bảo điện thừa hưởng luôn. Đây, cái ghế của chiếc xe 10.6 này rất là căng luôn, rất là căng ghế lái đây nhá. Đó, đây là cái phiếu bảo dưỡng của hãng này, rất là đầy đủ đúng không? Đấy, tiếp theo là sẽ là 11 vạn, cân bằng điện tử này, tắt bật cảm biến và mở cốp điện. Ở trên phiên bản có cái phiên bản lắp ráp có Honda Sensing ấy, thì chúng ta sẽ có thêm cái phanh khoảng cách ở đây nữa. À không phải khoảng cách, đấy là tự động phanh gì vậy, tự động phanh. Và trên vô lăng cũng sẽ có thêm cái tính năng đấy là giữ làn các thứ luôn anh chị ạ. Đấy, đầy đủ luôn nhá. Phanh điện tử brake hold. Brake hold về cơ bản thì nó là cái tính năng auto hold thôi anh chị ạ. Nhưng mà bên Honda thì người ta gọi là brake hold. Về cơ bản thì nó gần như là auto hold thôi. Và đèn cũng như là gạt mưa đều là có tự động hết rồi. Củ số đây, 10 caramel focus, và giúp anh một chút về củ số, về vô lăng này. Đầu tiên là vô lăng này, nó còn khá là đẹp đúng không? Khá là đẹp này, đó. Chim bóng nhiều rồi là các cái vị trí ở trên còi này, bấm còi nhiều thì nó sẽ phai đúng không? Nhưng mà đây nó còn rất là đẹp. Và cơ củ số cũng thế, củ số của CRV rất nặng anh chị nhé, rất nặng nhé. Đấy, vào rất là nặng đấy. Nhưng mà thì nó cũng còn khá là căng và nó chưa bị phai mờ đi các cái rãnh ở trên những cái vân này. Cam hành trình thì chủ xe cũng đã lên rồi, khá là thấy rất nét luôn đây. Đấy, nhìn đây này, anh chị thấy không ạ? Camera rất nét luôn nhá. Đây đây đây, để anh quay cho. Đó, siêu nét luôn đúng không ạ? Chung camera rất là đáng tiền đấy, không rẻ chút đâu, không rẻ thế nào đâu. Rồi, như em đã chia sẻ cũng từ rất là nhiều clip rồi, thì khi mà anh chị mua xe bên em, anh chị yên tâm về chất lượng cũng như là bảo hành anh chị nhé. Bảo hành bảo hiểm đầy đủ. Đó, 810 triệu cho giá xe cho chiếc xe này anh chị ạ. Honda CR-V phiên bản L là phiên bản cao cấp nhất, sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đăng ký lần đầu 2019. Xe tên cá nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội, 810 triệu giá xác xe anh chị nhé. Anh chị có thể làm đồng ủy quyền để nguyên chạy thôi. Còn nếu mà cái bao xong tên bấm biển về tỉnh hoặc là về Hà Nội cho anh chị thì anh chị vui lòng cộng giúp em khoảng đâu đó 15 triệu chứ. Cộng đâu đó khoảng 15 triệu và tất nhiên cái giá xe này bên em sẽ có gia lộc cho anh chị một chút. Ví dụ như là tặng một gói bảo dưỡng hoặc là một bình xăng đầy luôn. Đấy, anh chị nào quan tâm chiếc xe này cứ liên hệ với em có số điện thoại 0945542555. Trong quá trình giới thiệu video, giới thiệu xe mà có điều gì sai sót này hay là nói man thì rất là mong quý anh chị bỏ qua nhé. Rồi tạm chào tạm biệt anh chị ạ. Em là Trường, em chào chị ạ.